Hạ Trâm bật khóc trên sóng truyền hình, nói về cuộc hôn nhân với chồng Ấn Độ. Fan hoang mang tột độ, trải qua nhiều đổ vỡ cuộc tình. Ca sĩ Võ Hạ Trâm đã nhiều lần nghĩ đến việc sống độc thân để bảo vệ trái tim vốn yếu đuối của mình. Thế nhưng một nhân vật đặc biệt đã đến và giúp cô chữa lành tâm hồn. Thời gian gần đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm và cuộc sống hôn nhân của cô luôn là đề tài khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ ca sĩ đã phải trải qua không ít trái đắng trong tình yêu mới có thể chạm đến bến bờ hạnh phúc như ngày hôm nay. Võ Hạ Trâm cho biết, cô từng có ý định không kết hôn khi liên tiếp và đón nhận những đổ vỡ trong tình yêu. Ca sĩ Võ Hạ Trâm tâm sự, có những lúc buồn, không có hy vọng gì với những mối tình, khi mình cứ phải đau khổ liên tiếp như vậy. Trâm là một người muốn yêu và khao khát được yêu, sống tình cảm. Mình thương ai, mình yêu ai, mình ôm trọn người ta vào lòng, muốn mang tất cả những gì mình có cho người ta. Tuy nhiên không may mắn là mình đặt sai người, sai thời điểm, nên thứ mình nhận ra là những vỡ vụn. Đôi khi mình không còn tin tưởng vào sự may mắn, lạc quan và những câu chuyện tình. Khi Trâm kết thúc mối tình đó, nghĩ mình sẽ ở một mình, không lấy chồng nữa, vì không còn cái gì để có thể tin tưởng rằng tôi sẽ hạnh phúc nữa. Gần đây cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao khi xem được đoạn clip ghi lại một tiết mục trình diễn của Võ Hạ Trâm tại một chương trình được tiếp sóng trực tiếp cách đây khá lâu. Màn trình diễn của nữ ca sĩ đã gặp sự cố khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, khi trình diễn ca khúc Giấc mơ mùa thu, trong phần gian tấu của bài, nữ ca sĩ đã bất ngờ xúc động đến mức bật khóc ngay trên sân khấu. Việc bật khóc trên sân khấu là nỗi sợ hãi của không ít ca sĩ, bởi khi xúc động đã khiến người trình diễn khó kiểm soát được chất lượng âm thanh, dễ gặp tình trạng hát chênh phô hay lệch tông. Mặc dù xúc động đến mức đỏ hoe cả mắt, nhưng Võ Hạ Trâm vẫn giữ được giọng hát vô cùng ổn định. Những câu hát được phát ra như tiếng lòng của nữ ca sĩ, dạt dào cảm xúc, khiến nhiều người nghe không khỏi nghẹn ngào. Nói về sự cố trên, cô tâm sự, nếu đau thương là cột mốc, tại sao ta phải dừng lại? Có lẽ với những ai đã xem chương trình năm đó, sẽ không quên được cô ca sĩ tên Trâm, mặt đầm xanh lá cay ngọt ngào, nhưng đã vừa hát vừa sướt mướt, lệ tuôn trào, không ngừng trên sóng truyền hình trực tiếp. Trách làm sao được khi tình yêu đôi bên có nồng ấm hạnh phúc đến mức bản thân không chấp nhận hiện tại, không sống thật với bản thân mình, để rồi không chấp nhận con người thật của đối phương. Yêu bằng cả trái tim mà, đến khi lý trí kịp nhận ra thì tim kia đã vỡ vụn mất rồi. Rồi những tổn thương từ những cuộc tình đã qua làm cho mình đã tự vấn với bản thân, liệu mưu cầu một hạnh phúc giản đơn, một người ở cạnh mình khó đến nỗi vậy sao? Dù màn trình diễn không được trọn vẹn, nhưng những giọt nước mắt tình cảm của cô đã vô tình khiến cho tiết mục nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Người hâm mộ cho rằng bài hát đã thật sự chạm đến trái tim của họ và gửi sự nể phục về giọng hát của Võ Hạ Trâm. Gặp phải nhiều vũng vỡ trong tình yêu, Võ Hạ Trâm phải dành một khoảng thời gian rất dài để cân bằng cuộc sống và lấy lại niềm tin về tình yêu. Dường như trải qua những biến cố tình cảm đã giúp Võ Hạ Trâm thêm phần trưởng thành và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống tình yêu. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và kết hôn với người chồng ngoại quốc của mình, Võ Hạ Trâm cho biết, Vikas xuất hiện trong sự ngờ vực của Trâm khi con tim không còn mở cửa cho phép ai làm tổn thương nó một lần nào nữa. Bằng tình yêu, sự tinh tế và ấm áp của mình, Vikas đã chinh phục được Trâm, và cũng bằng sự thẳng thắn, sống với cá tính thật của chính mình, Trâm đã thu phục trái tim của Vikas. Có thể thấy ở hiện tại sự lựa chọn lần này của Võ Hạ Trâm là một quyết định đúng đắn. Hiện tại nữ ca sĩ có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ cùng nhóc tỳ đáng yêu. Cuộc sống hạnh phúc cũng giúp sự nghiệp của nữ ca sĩ ngày càng lên hương trên thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại. No!